Làng Nghe thời xưa là xã Nghi Tuyền, xã Nghi Giang, xã Nghi An thuộc Tổng Nghĩa Xá, huyện Gia Bình. Nay là thôn Nghi An, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Thôn có 694 hộ, dân số trên 3.000 khẩu, diện tích canh tác 244 hectare, bình quân 2,4 sào trên một đỉnh suất, và là nơi có bình quân diện tích canh tác vào loại cao của huyện. Do địa thế xa đường quốc lộ, lại nhiều ruộng, nên từ bao đời nay, người dân Nghi An chủ yếu bám vào đồng ruộng, cần cù chịu khó làm ăn thuần nông, nghề phụ chậm phát triển. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Nghi An là làng chiến đấu kiên cường. Trong trận chống càn Polotoko, chỉ với một trung đội bộ đội chính quy và trung đội du kích địa phương mà đã đứng vững trước lực lượng hàng trung đoàn có xe tăng của địch, chiến sĩ thi đua toàn quốc Nguyễn Viết Bè đã dùng mìn phá hỏng xe tăng ngay ở cửa làng. Những dãy tre gai và ao làng hợp thành chiến lý tự nhiên rất lợi hại. Khi địch đột phá vào làng thì lại phải giành giật từng ngôi nhà. Du kích dùng mìn mũi cho vào giọng chuột, vẩy như một đợt cối cấp tập vào đội hình của địch. Quân Pháp điên cuồng trả thù, bắn giết bừa bãi. Thôn có 2 ngày dỗ trận, khắc ghi tội ác của quân Pháp xâm lược. Tổng kết kháng chiến, thôn Nghi An được nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhất và đã góp phần quan trọng để xã Trạm Lộ là xã anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thôn Nghi An có 24 dòng họ quần tụ sinh sống, trong đó 2 dòng họ Ngô Tiến, Ngô Đắc đã xây được nhà thờ họ. Hệ thống thiết chế văn hóa truyền thống khá tiêu biểu, gồm đình, nghè, đền, chùa, nhà mẫu, văn chỉ. Tuy nhiên, hầu hết các công trình này đã bị phá hủy trong kháng chiến chống Pháp năm 1949. Nhưng năm gần đây, đời sống kinh tế của nhân dân có nhiều khởi sắc. Đường làng ngõ xóm đã được bê tông hóa, nhà cửa xây dựng kiên cố, địa phương bắt đầu tôn tạo lại những thiết chế văn hóa truyền thống. Nghi An nằm trong vùng hệ thờ Bát Noãn, thờ Lạc Thị Tam Vị Đại Vương. Người dân có tục kiêng húy thánh, nói lạc, trạch thành, lược. Ngày xuân tế thánh là ngày rằm tháng giêng. Thời xưa làng Quảng Bố, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài giao hào, rước thánh đến tế công đồng. Tục giao hào đẹp đẽ này còn được duy trì đến tận ngày nay. Đúng như câu đối ở đình ca ngợi: hương tự dĩ niên, trường tại tiền nhi, ống tại hậu. Lân giao hữu đạo, cận giả duyệt nhi, viễn giả lai. Nghĩa là việc cúng tế ở đình làng lấy theo tuổi, trước là người lớn, sau đến lượt trẻ con. Quan hệ với láng giềng tốt thì không chỉ người gần thích đến mà người xa cũng thích đến. Năm 2008, đình làng được tôn tạo trên khu đất cũ, khang trang, bề thế, vững chãi với thời gian. Nhờ Đức Thánh, bản cảnh thành hoàng phù trợ, đời sống của dân làng càng nhiều khởi sắc, mạnh mẽ, đáng phấn khởi. Tuy vẫn làm nhiều ruộng, nhưng trình độ canh tác cơ giới hóa rất cao. Từ các khâu làm đất, vận chuyển, thu hoạch nên đã giải phóng phần lớn sức lao động để chuyển làm việc khác, chủ yếu là lao động công nghiệp cho thu nhập cao, ổn định. Toàn thôn có trên 300 lao động công nghiệp, gần 100 lao động làm nghề phụ nề mộc và dịch vụ vận tải ô tô, gần 100 lao động làm kinh tế mô hình trang trại. Tiêu biểu là hộ ông Nguyễn Đức Biểu mạnh dạn mở công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Phúc Thành, bình quân thu nhập toàn thôn đạt 29 triệu đồng một người trên năm. Nhờ kinh tế đổi mới nên công tác khuyến học cũng được người dân quan tâm hơn. Quỹ khuyến học của thôn do nhân dân tự giác đóng góp đạt tới 127 triệu đồng, hàng năm chi thưởng tới 15 triệu đồng. Số học sinh thi đỗ đại học hàng năm
đều ở mức trên 10 cháu. Số cháu lớp trước cũng rất thành đạt, đủ làm gương cho thế hệ sau noi theo, tiêu biểu như ông Ngô Văn Nông, giáo sư, tiến sĩ, dạy địa học ở Đan Mạch, ông Nguyễn Văn Phước, tiến sĩ, công tác ở văn phòng chính phủ, ông Nguyễn Đức Tầng, đại tá, dạy học ở trường đại học cảnh sát. Phong trào văn nghệ thể thao cũng rất phát triển, nhất là môn bóng chuyền, gồm bóng chuyền da và bóng chuyền hơi. Chùa làng có tên là Đại Quang Tự, nằm trên diện tích gần 8.000 m² ở phía tây làng. Chùa có hệ thống vườn tháp 12 ngọn cho thấy sự phồn thịnh của Phật Pháp nhiều đời ở đây. Tuy nhiên, toàn bộ các hạng mục xây dựng chùa gồm tòa tam bảo, điện mẫu đều đã bị phá hủy trong kháng chiến chống Pháp. Năm 1993, dân làng dựng lại chùa trên nền cũ kiểu chữ đinh, gồm 3 gian tiền đường, 3 gian thượng điện. Bộ khung tiền đường chia làm 6 vì liên kết theo kiểu giá chiêng trồng giường. Câu đầu phía trước xây cột trụ lồng đèn, 3 gian chỗ cửa bức bàn. Toàn bộ khung nhà bào trơn đóng bén. Trong chùa còn lưu giữ được nhiều tài liệu hiện vật có giá trị như 2 bát hương cổ, 1 bằng đồng có dòng chữ Hán Đinh Hợi Niên Cung Tiến và Nghi An Xã Phụ Sự, niên đại năm 1827. 1 bát hương đá thời Nguyễn chạm nổi Nưỡng Long Chầu Nguyệt, chuông đồng đúc năm 1838. Hệ thống tượng Phật có pho di nặc bằng đồng tạo tác thời Nguyễn, hội chùa vào ngày 17 tháng 2 âm lịch. Tương truyền là ngày giỗ tổ thứ nhất của chùa và ngày này cũng là ngày hội làng. Tuy nhiên, do chất liệu gỗ nên đến nay nhiều chi tiết khung gỗ đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Đại đức Thích Giác Tâm, vốn quê làng Mãn Xá cùng huyện, hiện đang trụ trì tại chùa Dừa, Tiên Lữ, Hưng Yên. Người có duyên với Đại Quang Tự nên ngài thường về đây giúp dân làng giáo hóa Phật Pháp. Ngài có công quyên góp tu bổ vườn tháp, xây dựng nhà khách, kiêm nhà tổ và tăng phòng. Trước sự xuống cấp của chùa làng, ngài đã đề nghị lãnh đạo địa phương làm thủ tục cấp phép trùng tu chùa. Ý đảng, lòng dân đã hòa hợp trong việc trùng tu này. Ngày đẹp 19 tháng 6 Đinh Dậu Giải Hạn, cánh thợ mộc Nguyễn Văn Phương và cánh thợ nề Nguyễn Đăng Chính, người làng Mãn Xá, nhận việc xây nắp và trực tiếp đánh dấu giải hạ. Lòng dân đồng thuận, dân làng nô nức tham gia lao động, dỡ và chuyển ngói, gỗ, đẽo gạch. Thank you.
bản lễ trang nghiêm đặt ngay trên nền cũ. Mặc trời mưa, nhưng các vị lãnh đạo địa phương, sư thầy Thích Giác Tâm và các cụ cao tuổi trong làng vẫn tiến hành nghi lễ vào giờ đẹp đã chọn. Theo quan niệm xưa, làm nhà mà có mưa là thuận, là đẹp, là tốt. Đã được sự nhất trí của Ủy ban nhân xã và sự nhất trí của chi bộ đảng và các ngành đoàn thể trong địa phương, hôm nay cán bộ nhân dân Nghi An cùng với thầy Thích Giác Tâm tổ chức lễ động thổ khởi công công trình chùa Đại Quang Tự thôn Nghi An để nâng cấp và tu sửa để xứng tầm vị trí đối với ngôi chùa của Đại Quang của những năm trước kia và hiện tại bây giờ. Ngày đẹp 29 tháng 6 Đinh Dậu, đặt viên gạch móng đầu tiên, thôn huy động đông đảo nhân lực ra cùng cánh thợ bắt tay vào xây dựng mới ngôi Tam Bảo. Việc xây dựng vào tiết cuối hạ đầu thu nên thời tiết nắng bất thường và khá gay gắt. Các cánh thợ phải khắc phục mọi khó khăn để đảm bảo tiến độ thi công. Mọi người đều mong muốn công trình sẽ hoàn thành viên mãn vào đúng dịp hội chùa 17 tháng 2 âm lịch năm sau. Các phần việc cứ dần dần định hình, định khối. Và khi công việc chỉ vừa mới bắt đầu, lòng thiện tâm hướng Phật đã dấy lên trong mỗi người dân ở làng xa gần. Phần nề có ngay sự ủng hộ công đức của ba nhà máy gạch Tuy Nen, trong đó có nhà máy của ông Nguyễn Đức Biểu với số lượng 7 vạn viên gạch hạng 1. Phần mộc phải thay thế nhiều chi tiết như cột, bẩy và toàn bộ dui mới bằng gỗ xến, chất lượng tốt thì có ngay những sự công đức kịp thời. Tiêu biểu là bà Nguyễn Thị Nga, định cư ở Gia Lâm, gửi về công đức 100 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Kim, định cư ở Hà Nam, gửi về công đức 30 triệu đồng. Một số hội đồng niên công đức trên 10 triệu đồng. Ngoài ra còn rất nhiều sự công đức, tấm to, miếng nhỏ khác. Ngôi Tam Bảo tôn tạo lần này, giá trị xây nắp tới gần 1,4 tỷ đồng, đều do công đức mà nên. Có thể nói, đó là khối thiện tâm hợp thành và tỏa sáng trên công trình một cách viên mãn. Và tiến độ thi công cũng được đẩy nhanh. Ngày khai quang, trời đất gần nhau nhất. Ngày 21 tháng 9 năm Đinh Dậu, dựng khung nhà. Do công việc nặng nhọc, địa phương đã huy động tổ bảo vệ và đội dân phòng ra giúp cánh thợ mộc cùng dựng bộ khung lên. Hình thể ngôi chùa lại từng bước hình thành. Nhiều chi tiết đã phải thay mới toàn bộ bằng gỗ tốt hơn. Ngày tốt 16 tháng 10 Đinh Dậu, cụ thượng Ngô Công Phạn vinh dự thay mặt dân làng đặt nắp. Các phần việc nề mộc vẫn tiến hành đồng thời. Ngói thay mới toàn bộ đỏ tươi như lòng hân hoan của dân làng. Ngày 27 tháng Chạp năm Đinh Dậu, Đại Đức Thích Đàm Giác cùng các thầy về chùa giúp làm lễ đón nhận công đức và an vị tượng. Thank you.
Nam Mô A Di Đà Phật. Chốn tâm linh nơi cửa thiền mà đã từ lâu nay đời nối tiếp đời, con dân Nghi An vô cùng ngưỡng mộ. Cùng với đất nước trải qua bao biến cố thăng trầm, địch họa, thiên tai, chùa đã được xây dựng trùng tu cho đến hôm nay. Hơn 6 tháng qua, bằng những tấm lòng thành tâm thành thiện ý của dân làng, có sự giúp đỡ trợ duyên của sư thầy Đại Đức Thích Giác Tâm, ngôi Tam Bảo đã cơ bản hoàn thành. Trước thềm năm mới Xuân Mậu Tuất, hôm nay 27 tháng Chạp năm Đinh Dậu, được sự nhất trí của lãnh đạo địa phương, nhà chùa dưới sự có sự chỉ dẫn của Đại Đức Thích Thiện Tâm, Đại Đức Thích Chỉ Phát, long trọng tổ chức lễ an vị ghi nhận công đức khai quang chùa mới. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các cụ ai giới, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Nộ. Kính thưa các đồng chí trong Ban Chi ủy, Ban lãnh đạo thôn cùng các ban ngành đoàn thể trong thôn. Kính bạch Đại Đức Thích Giác Tâm cùng Đại Đức Thích Chỉ Pháp. Kính thưa các mạnh thường quân, Ban giám đốc, các công ty cùng toàn thể quý thiện nam, tín nữ, Phật tử cùng toàn thể nhân dân. Trong không khí nhộn nhịp của mùa xuân, mọi người, mọi nhà đang chuẩn bị đón Xuân Mậu Tuất. Hôm nay, địa phương cùng ban chấp tác nhà chùa tổ chức buổi lễ an vị tượng và đón nhận công đức tại chùa Đại Quang, thôn Nghi An. Cho tôi được thay mặt các đồng chí lãnh đạo được xin cảm ơn và xin chúc các cụ cùng các đồng chí lãnh đạo, đảng, chính quyền, ban chấp tác nhà chùa và các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Hôm nay thì chúng ta có buổi lễ ghi nhận, đón nhận sự công đức của tất cả quý vị, con em và các quý vị mạnh thường quân từ lúc làm đến bây giờ. Và lễ an vị tượng khai quang chùa như cụ Hậu vừa mới tuyên bố cái lý do của buổi lễ, thì thưa quý vị, buổi mặc dù công trình chưa được hoàn thiện lắm, nhưng chúng tôi cũng đã rất là cố gắng và để hôm nay làm lễ an vị tượng để cho bà con nhân dân xa gần chúng ta có được cái ngôi chùa mới để chúng ta làm lễ trong dịp đầu xuân năm mới. Vâng, quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm.
xin mẹ từ bi xót thương cứu độ trần Chùa tôi dưới bóng trăng, đàn em
dạy tôi luôn sống vui tràn hòa tình thương. Dù cho năm tháng qua, dù cho bao đổi thay, lòng tôi vẫn luôn nhớ mãi chùa xưa. Chùa trong tòa nét nhân gian, lầy vắng
dân làng bước vào vụ cấy lúa xuân, ban lãnh đạo thôn thì vừa điều hành sản xuất, vừa tiến hành các bước chuẩn bị cho ngày cắt băng khánh thành ở hội làng. Các đội văn nghệ bóng chuyền tích cực tập luyện và mời khách đến thi đấu giao hữu chào mừng sự kiện trọng đại của dân làng. Mặc dù công tác chuẩn bị từ sớm lại có các ban ngành hỗ trợ, vậy mà ngày lo việc đến gần, mọi người vẫn cảm thấy gấp gáp quá, vội vội quá. Thời điểm hàn định cứ như toa tàu thời gian không phanh, lừ lừ tiến lại. Giấy mời được phát đi. Ngày rằm 2 Mậu Tuất, các sư thầy về làm lễ hô thần nhập tượng. Đây là thời khắc linh thiêng để Phật quang bào chiếu nhập tượng. Tượng sẽ mang phép thiêng của Phật để phù hộ độ trì cho chúng sinh nơi đại quang tự. Giao lưu văn nghệ chào mừng lễ quý nhật sư tổ và cắt băng khánh thành ngôi Tam Bảo chùa Đại Quang thôn Nghi An xin phép được bắt đầu. Buổi tối là chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn do chính những nghệ sĩ của đội văn nghệ làng biểu diễn, những tiết mục hướng Phật làm lay động lòng người và làm tăng phần long trọng của lễ hội đã và đang diễn ra. Ngày 16 tháng 2 Mậu Tuất, cán bộ và nhân dân Nghi An long trọng tổ chức
lễ Quý Nhật Sư Tổ và cắt băng khánh thành ngôi Tam Bảo chùa Đại Quang. Mặt trận Tổ quốc xã Tràng Đồ. Kính thưa các ông bà, phó trưởng thôn Nghi An cùng toàn thể bà con nhân dân Phật tử thiện tín xa gần. Nghi An tưng bừng lễ khánh thành, trải bao gian khổ được quang vinh. Mười phương chư Phật tưởng minh chứng, công đức lưu truyền nước sử danh. Lời đầu tiên cho phép ban tổ chức chúng con thành kính cung chúc chư tôn thiền đức Pháp Thể Khinh An, Tuệ Đăng Thường Chiếu, chúng sinh dì độ, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đại biểu quan khách cùng toàn thể nhân dân Phật tử thiện tín xa gần, nhà nhà được an vui, cát bảo bình an, vạn sự cát tường, luôn sống trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Bye.
vào tràng trang nghiêm cử đạo ca. Xin mời bác. Chàng nóng lòng tâm tư nhập chiêm quán để tưởng nhớ đấng cha lành đã ứng thân thì hiện tha bà cứu độ chúng sinh, chư vị tổ sư tiền bối, chư thánh tử đạo, tưởng nhớ chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, chư anh linh các vị anh hùng liệt sĩ vì quốc quang thân cho đạo pháp và dân tộc. Phút nhập chiêm quán bắt đầu. Chúng con xin cung thỉnh toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Ông Ngô Tiến Thành, bí thư chi bộ, khai mạc lễ hội. Đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, kính thưa các đại đức, thiền đức, Thích Trác Tâm cùng Tăng Ni, kính thưa các cụ ông, cụ bà, Phật tử và nhân dân và những người có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Thay mặt cho các ông chí lãnh đạo thôn Nghi An, các ông bà trong ban kiến thiết nhà chùa sư thầy Thích Trác Tâm, lần đầu tiên tôi xin chân thành gửi tới toàn thể các quý vị lời chúc sức khỏe an khang nhân dịp khánh thành ngôi tam bảo chùa Đại Quang Tự và lễ hội truyền thống, lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Thay mặt cho công chí lãnh đạo địa phương, tôi xin trịnh trọng khai mạc lễ hội 17 tháng 2 2018 và khánh thành trùng tu tôn tạo ngôi tam bảo chùa Đại Quang thôn Nghi An. Kính chúc các cụ, các đồng chí lãnh đạo cùng các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe an khang thịnh vượng. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp, xin chân thành cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, đại diện Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Mặt trận Tổ quốc. Ông Ngô Tràng Thủy, Phó Bí thư chi bộ, trưởng thôn, đọc báo cáo tổng kết xây dựng. Báo cáo nêu rõ nhu cầu cấp thiết việc trùng tu ngôi tam bảo, quá trình hội họp cấp phép và sự đồng thuận của nhân dân và những sự công đức thiện tâm hướng Phật. Đến nay công trình đã hoàn thành, đạt tiêu chuẩn kỹ mỹ thuật, chất lượng tuyệt đối, tuyệt đối an toàn trong xây dựng, đã đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trong thôn. Đây là nơi truyền bá những tư tưởng giáo lý tốt đẹp của đạo Phật, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Cuối cùng, cho tôi thay mặt ban xây dựng xin cảm ơn quý công ty, các tổ chức, các mạnh thường quân cùng toàn thể dân làng đã toàn tâm công đức để công trình được như ngày hôm nay. Trong không khí của buổi lễ trang trọng này, cho tôi được chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các cụ cao niên, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Chúc buổi lễ thành công viên mãn. Xin cảm ơn.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đạo tràng, ngày hôm nay chúng con vô cùng hân hoan được cung đón chư thiền đức quý ngài đã bất tử na nguyện chứng thích quang lâm đạo tràng chùa Đại Quang thôn Nghi An chúng con. Cụ Ngô Thị Phương thay mặt các cụ chủ hậu phát biểu cảm tưởng về việc trùng tu tôn tạo ngôi Tam Bảo. Ông trưởng thôn Quảng Bố, làng quê Giao Hào với Nghi An, thay mặt làng Giao Hào phát biểu chúc mừng và nêu rõ ngọn nguồn Giao Hào từ xa xưa. Anh em một nhà, những năm còn pháp thuộc, các cụ cùng dân làng thôn Nghi An mua gỗ về xây dựng đình chùa, bè gỗ bị mắc cạn ở sông Bái Giang. Dân làng cùng thanh niên trai tráng thôn Quảng Bố ra giúp cột bè, đẩy bè khỏi mắc cạn, cùng dân làng thôn Nghi An đưa gỗ về làm về làng nơi an toàn, về nơi an toàn. Rồi đất nước khó khăn ở vùng quê ta xảy ra các vụ cướp ở các thôn. Đối với vụ cướp ở Quảng Bố, lúc bây giờ dân làng và thanh niên trai tráng thôn Nghi An ra đánh đuổi và đã lấy lại những của hiện vật của giặc cướp trả lại cho dân làng Bó, nay là thôn Quảng Bố. Từ đó hai thôn thường xuyên qua lại, có hẹn ước cứ khi nào có giặc cướp đến thôn nào thì ra đầu làng đốt đuốc làm hiệu, thì hai thôn thanh niên trai tráng ra đánh đuổi bọn cướp, giữ bình an cho xóm làng. Trước những việc làm nghĩa cử cao đẹp đó, hai thôn đã kết giao coi nhau như anh em một nhà. Ông Nguyễn Văn Pha, bí thư đảng ủy xã Trạm Lộ, người con ưu tú của dân làng phát biểu, nêu rõ vai trò của ngôi chùa Đại Quang trong việc giáo hóa dân làng trong lịch sử mà vẫn phát huy tốt được vai trò thời hiện đại. Làng Nghi An 17 tháng 2 âm lịch hàng năm, thay mặt đảng ủy, thường trực hội đồng dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Trạm Lộ, chúng tôi xin được gửi lời kính chúc, kính chào, sức khỏe các cụ, các đồng chí lãnh đạo, nhà sư, các vị đại biểu, các vị khách quý, các vị tín ngưỡng cùng toàn thể nhân dân thôn Nghi An về dự buổi lễ hôm nay. Lời chúc, chúc buổi lễ khánh thành ngôi Tam Bảo và lễ hội truyền thống thôn Nghi An thành công rực rỡ. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô tầm thanh cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi linh cảm quan thế âm bồ tát tác đại chứng minh đốt nén tâm hương trước Phật đại ngũ phần dâng trọn đức Như Lai cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đốt nén tâm hướng trước Phật đa lòng thành gửi tận chốn bao la. Cầu xin chư Phật thường gia hộ đạo pháp hoằng không khắp mọi nhà. Hôm nay ngày 16 tháng 2 năm Mậu Tuất, toàn thể chư tăng chính quyền địa phương sở tại cùng chư tín đồ Phật tử thiện nam tín nữ xa gần
làm lễ hủy nhật sư tổ đại lễ cất băng khánh thành. Ngưỡng nguyện mười phương Đức Phật các vị Bồ Tát thương xót quang lâm. Ngưỡng nguyện mười phương Tam Bảo tùy từ gia hộ chứng giám mê giới hương định hương giữ tuệ hương giải thoát chi kiến hương quang minh vân đài biện pháp giới cúng dường thập phương vô lượng Phật. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Xin cung thỉnh nhé, chư tôn đức cùng quý vị đại biểu chúng ta dâng hương. A Di Đà Phật. Xin kính chư tôn đức cùng vị đại biểu chúng ta lên cắt vào cánh thành. Lương hương ở trước ngôi Tam Bảo, sau đó con xin cung kính tịnh tọa đại đức tăng và các quý vị đã có tên trong danh sách. Xin mời các quan lâm. Thời khắc quan trọng nhất là nghi thức cắt băng khánh thành đã diễn ra. Sau đó, các thầy, các đại biểu nhập điện làm lễ cúng Phật buổi đầu tiên. Ôi, Phật Pháp lưu hành, mỹ tục thuần phong, truyền thống tốt đẹp cứ nhân mãi lên trong thời hội nhập quốc tế. Bản sắc văn hóa làng quê Việt mãi mãi vững bền. Ngôi Tam Bảo, chùa Đại Quang, thôn Nghi An mãi tỏa ràng lòng thiện tâm hướng Phật của mọi nhà, mọi người. Ngoài hồ vang tiếng hát, sân bóng rộn tiếng cười, lễ hội ngân mãi trong lòng người từ đây. Hội đã tan rồi chết.